Quýnh Nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lên đến đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào để chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mình chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của Quýnh Nhà nhé. Mới vừa đây thì Quýnh Nhà có xem lại được một cái hình ảnh mà chị Diễm Phạm đã đăng tải vào ngày 6 tháng 7 của năm 2021. Và cái dòng trạng thái mà chị Diễm Phạm đã ghi vào năm đó là như thế này: đưa sĩ tử đi thi, hi hi, cố gắng làm rạng danh cho gia đình nào. Dạ vâng, thời điểm này thì phía bên gia đình của cố ca sĩ phải chịu áp lực của dư luận rất là nhiều, nhưng họ vẫn tĩnh tâm và giúp đỡ cho anh cờ. Nếu như đại gia đình của cố ca sĩ không lo, không quan tâm đến anh ta thì tất nhiên rằng là người ta sẽ không đưa, không rước anh ta đi thi đại học như vậy đâu. Tại vì ngay thời điểm lúc này họ đã phải chịu biết bao nhiêu là cái sự tai tiếng từ phía bên bộ kênh kênh của anh cờ thiêu dệt và nói rằng là đại gia đình của cố ca sĩ đã ăn chặn, ăn sáng, ăn bớt tiền cát xe của anh ta. Thì nếu như họ cảm thấy khó chịu, cái tôi của họ lớn, họ không đủ cái sự bao dung và vị tha thì chắc chắn rằng họ sẽ bỏ mặc anh cờ. Và miệt nhiên họ cũng có thể đưa anh cờ ra khỏi nhà của họ bất cứ lúc nào. Nhưng tại vì sao? Họ vẫn tha thứ, vị tha, họ vẫn lo cho anh cờ. Đi thi thì có kẻ đón người đưa, có một đội ngũ hùng hậu cổ vũ cho anh ta thi nhiệt tình đến như vậy. Họ quan tâm, họ săn sóc đến gia đình của anh ta đến như vậy. Phải chăng rằng là họ đã dành cái tình cảm, cái sự yêu thương chân thành cho anh cờ quá là nhiều đúng không? Để rồi người ta nhận lại biết bao nhiêu là cái sự cay nghiệt từ chính gia đình của anh cờ. Và mình nhớ không nhầm là ngày 6, ngày 7 của tháng 7 năm 2021 là anh cờ đang thi đại học. Người ta chưa có thi xong mà mấy ba mấy má bên bộ cờn cờn của anh cờ ta nói gào thét ùm xà bèo hết, nói rằng là anh cờ đã đủ 18 tuổi, trả lại tiền cát xê cho anh ta đi. Nhưng quý vị khán giả, những người mà u mê xí mũi có hiểu được rằng là mẹ rủ quốc cờ đã từng khóc lóc biết bao nhiêu là điều, năn nỉ rằng phía bên gia đình của cố ca sĩ hãy cố gắng bao dung và bảo bọc lấy anh cờ, đừng để cho anh cờ ra khỏi nhà của cố ca sĩ, và năn nỉ cố ca sĩ hãy ở lại bên Việt Nam, đừng vội bay về bên Mỹ để lo chu toàn cho anh cờ nữa kia kìa. Vì mẹ ruột của cờ biết rõ rằng là nếu như cố ca sĩ bay về bên Mỹ, nếu như đại gia đình của cố ca sĩ không đủ cái sự bao dung và che chở cho anh cờ, bảo bọc cho anh cờ trước những bão dư luận như vậy, thì chắc chắn rằng là anh cờ sẽ không có được cái tương lai như hiện tại bây giờ, và anh ta cũng sẽ không bao giờ thi vào đại học. Và tại thời điểm lúc đó, khả năng rất là lớn là anh ta sẽ đi theo những người xấu ở bên ngoài để rồi lập phe lập phái, có khi là làm đệ tử ruột, cháu ruột, con cưng ruột của cô cuộn cuộn luôn đó quý cô chú anh chị. Và điều đặc biệt hơn nữa là trong cái dòng status của chị Diễm Phạm được đăng vào ngày 6 tháng 7 của năm 2021 thì có sự xuất hiện của cố ca sĩ đã comment như thế này: thi tốt nha, làm con của mẹ không gì mà không thể, chúc con thi thành công, ở nhà đợi tin của con đó, cố lên. Dạ vâng, ngay tại thời điểm lúc này thì không biết được rằng là bộ cờn cờn của anh cờ ở đâu ta, sao không dẫn anh cờ đi thi. Rồi chị gái nuôi của anh cờ nói rằng là thương và lo cho anh cờ dữ dội lắm mà. Mình thương mà mình nói bằng miệng không, mình không hành động thì người ta đâu có gọi là mình thương đâu chị. Chỉ qua rằng là trong cái câu chuyện này chị thấy được có một cái mặt lợi thế cho chị. Vì chị nghe lời cô cuộn cuộn thì có khi là chị có cả tỷ đồng trong tay, mắc mớ gì mà không theo để mà hạ bệ cố ca sĩ đúng không? Rồi rù quến anh cờ đi theo cái chiều hướng được gọi là tiêu cực, có khả năng ảnh hưởng xấu, rất là xấu đến sự nghiệp ca hát của anh ta. Nếu như mà nghe theo lời của chị Ngọc Lê Lê mà đi theo cô cuộn cuộn thì chắc giờ này anh ta không có học đại học đâu, mà anh ta cũng không có còn làm ca sĩ nữa. Tại vì sao? Phía bên showbiz đâu có chào đón một cái người mà ta nói rằng ăn cháo đá bát đến như vậy đâu chị.
Cho nên rằng là may phước thay, ngay lúc đó cố ca sĩ đã phải chịu ấm ức, đã phải cố nén cái sự buồn bã của mình để mà lo toan cho anh ta, giúp cho anh ta đi thi đại học, bảo vệ anh ta trước những cái điều được gọi là thị phi ở bên ngoài. Ai muốn rủa, ai muốn xả gì cô ấy thì cứ rủa xả. Cô ấy vẫn miệt nhiên bảo vệ cho anh ta. Ngay kể cả chị Diễm Phạm, cái người mà anh ta nói rằng là quắt dây nịt lên người anh ta đó, chị ấy vẫn lo, vẫn đưa anh ta đi thi, đón anh ta về, lo cho anh ta ăn uống. Vậy mà bây giờ đây, nở lòng nào mà lên để mà nói những cái lời cay nghiệt đối với họ như vậy. Quý cô chú anh chị em thấy không? Một cái gia đình, ta nói rằng là lợi dụng vào cố ca sĩ quá là nhiều. Nếu như tại thời điểm mà họ lên tiếng để họ nhờ cô cuồn cuộn của anh Cờ đòi nợ hộ cho anh Cờ, và bộ cờn cờn của anh Cờ la réo đồ, liên hệ liên kết với nhau để đưa anh ta ra khỏi động quỷ trong nhà của cố ca sĩ, thì tất nhiên rằng là họ sẽ đi liền, đi ngay lập tức, họ sẽ đòi tiền ngay lập tức. Phía bên gia đình của cố ca sĩ, nhất là phía bên đại diện của cố ca sĩ, người ta đã trả tiền cát xê. Nhưng vì mẹ ruột của Cờ không chịu nhận nha, và mẹ ruột của Cờ là muốn ở trong nhà của cố ca sĩ, muốn cố ca sĩ cưu mang lấy anh Cờ, đừng có nghe theo những cái lời bịa đặt ở bên ngoài để rồi ly gián gia đình của họ cơ. Vậy mà chị Ngọc le le, chứ làm mình làm mãi, chứ làm như là chị biết lắm vậy đó. Coi phim nhiều quá nên là nó lú, làm như là cái câu chuyện quanh Cờ như là phim hành động, hay là phim kiếm hiệp, hay là cái câu chuyện trinh thám vậy đó quý cô chú anh chị. Bày đặt đi phá án đấy chứ, bày đặt đi đòi nợ hộ online đấy chứ, bày đặt còn giả danh chị ruột của Cờ để mà nói chuyện với cái anh IT kia, rồi đưa thông điệp, đưa xong xuôi các kiểu rồi. Cái người ta lên tiếng, người ta nói rằng mời cơ quan chức năng vào cuộc để làm việc, cái sợ lên tiếng nói rằng là hacker này, hacker nọ, hack Zalo đồ này nọ các kiểu, đưa thông tin thông điệp. Màn đát ơi, nói thật sự với quý cô chú anh chị, mình chưa thấy một cái con người nào mà nó chai mặt giống như chị Ngọc le le hết trơn á trời á. Nói thương anh Cờ, nói lo cho anh Cờ, mà hại anh ta ra cái nông nổi giống như ngày hôm nay mà nói là thương yêu. 310 show diễn 9 đến 10 tỷ đồng trong vòng 6 năm đó. Con số đó là con số ngót nghét của chị Ngọc le le, tự biên, tự diễn, tự bịa, rồi tự dắt mũi dư luận đó. Rồi chắc chắn rằng là trong thời gian sắp tới đây, chắc chị ta lên để mà sao kê ra cái số tiền cát xê của anh Cờ cho quý cô chú anh chị em xem nha. Mình mong chờ lắm mọi người ơi. Hôm nay là tháng 7 rồi nè, sắp tới tháng 8 rồi. Tháng 8 mà cô cuộn cuộn của anh Cờ mà được các bác kêu lên ngọn đầu đài á, thì chị Ngọc le le với anh Cờ cũng chuẩn bị tinh thần đi, cố gắng mà lo hát được cái show mini này đi. Chứ sắp tới đây không biết có được hát được cái show nào nữa không, hay là thân bại danh liệt nữa cả. Mình đã nói ngay từ đầu rồi, những cái con người mà vong ơn bội nghĩa, những cái con người mà bội bạc thì chắc chắn rằng là tổ nghề tổ nghiệp người ta sẽ không bao giờ phù hộ độ trì cho đâu. Nghề nào cũng vậy, cũng phải biết sống, cũng phải biết trước biết sau, biết đến tổ nghề tổ nghiệp, chứ không phải không khơi khơi đứng lên sân khấu là hát được đâu. Có biết bao nhiêu người, người ta hát hay, người ta tài năng cái kìa, mà người ta không được phụ trợ độ trì thì chắc chắn rằng là người ta cũng không có tương lai. Thì miệt nhiên rằng là một cái con người mà ta nói rằng là hát thì tệ, tố chất của một người nghệ sĩ, một ngôi sao ca nhạc thì lại không có giống như anh Cờ, thì tương lai sự nghiệp nó vẫn mãi mãi là con số 0. Và con số 0 đó cũng không có ai mà vớt vát được cho anh ta đâu. Chắc chắn với quý cô chú anh chị em rằng là tương lai nó sẽ mù mịt, và cũng không ai dám rớ vào anh ta. Bởi vì rớ vào anh ta nó giống như là một cái nghiệp, giống như là một cái ngôi sao chổi. Và người ta cũng ngại tiếp xúc với anh ta, bởi vì anh ta giống như là một tội đồ trong giới showbiz gì đó. Các nghệ sĩ cội nguồn á, nên nhớ rằng là người ta thương cố ca sĩ dữ dội lắm. Để mà đứng được trên sân khấu, có một cái sự được gọi là hậu thuẫn của họ thì không hề dễ đâu nha cợ. Nhớ là như vậy nghe không?
Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nha thì xin kết thúc tại đây. Mến chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nha thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nha nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.